Ngay sau lễ ra quân huấn luyện sôi nổi khí thế ngày 1 tháng 3, các đơn vị trong toàn quân đã nhanh chóng tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo vận hành đúng cơ chế, sát thực tế chiến đấu. Qua đây giúp người chỉ huy và mỗi cán bộ chiến sĩ nắm chắc nội dung, biện pháp thứ tự hành động trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Từ đó nâng cao trình độ, khả năng điều hành và phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch của từng đơn vị, làm cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập hàng năm. Hoạt động chuyển trạng thái đã nhận được sự quan tâm kiểm tra sâu sát của lãnh đạo chỉ huy đơn vị các cấp. Tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao của các đơn vị thuộc quân đoàn 2. Chỉ sau ít phút, quân tư trang, vũ khí và các loại vật chất được bộ đội tập kết, sắp xếp ngay ngắn trên xe để sẵn sàng cơ động và có mặt tại thực địa để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ được rèn luyện hành quân bộ đường dài và cơ động nhanh trên các phương tiện cơ giới, có đầy đủ các binh chủng hợp thành. Đây là dịp để đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch và luyện tập từng phương án chiến đấu. Thì thông qua cái nhiệm vụ này thì sẽ rèn luyện cho là cán bộ, là chiến sĩ cũng như cơ quan trong đơn vị là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của theo chức năng của cơ quan mình, cũng như là nhiệm vụ là trong phối hợp hiệp đồng giữa các binh chủng trong trung đoàn, đồng thời là cũng là rèn luyện cái ý chí cũng như bản lĩnh của người cán bộ, của người chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ, làm nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là nội dung huấn luyện đầu tiên của sư đoàn 968 quân khu 4 ngay sau ra quân huấn luyện. Đơn vị chú trọng bồi dưỡng phần nguyên tắc, lý luận, yêu cầu từng bộ phận phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm khả năng xử trí tình huống linh hoạt của các phân đội khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Nâng cao hơn nữa cái khả năng cơ động của các phân đội, của người chiến sĩ trong các tình huống khác nhau, nâng cao cái khả năng hiệp đồng giữa các cơ quan trong toàn sư đoàn cũng như giữa các phân đội bộ binh, các phân đội binh chủng để tạo nên một sự hiệp đồng thống nhất, nâng cao được khả năng cơ động linh hoạt và ứng phó các cái tình huống trong chiến đấu. Để bảo đảm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã tổ chức chuyển trạng thái sát thực tế, trang bị phương tiện đi biển. Quá trình cơ động lực lượng ra khu sơ tán được vận dụng phù hợp với địa hình và thực tế tác chiến trên biển đảo. Đơn vị chúng tôi đã quán triệt đến từng chiến sĩ về công tác bảo đảm an toàn khi ăn ở giã ngoại, vừa bảo đảm bí mật, sát thực tế chiến đấu cũng như là phù hợp với phương án chiến đấu của đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, nâng cao năng lực xử lý tình huống sẽ giúp các đơn vị trong toàn quân quản lý tốt vùng trời, vùng biển đảo, khu vực biên giới, đất liền được phân công. Vâng, từ thực tế thì cho thấy rằng nội dung thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đã bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ, chất lượng. Qua luyện tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, đặc biệt là việc đưa thêm những nét mới yêu cầu cao hơn và luyện tập đã rèn luyện khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị đánh giá rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng diễn tập trong thời gian tới. Nét nổi bật trong đợt luyện tập chuyển trạng thái của lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế lần này là ưu tiên nhiều thời gian cho cán bộ tham mưu để đề xuất giải quyết các tình huống, vận dụng linh hoạt giữa nguyên tắc lý luận tác chiến với thực tế chiến đấu. Hệ thống công sự trận địa hầm hào được mô phỏng để bộ đội rèn luyện ngay trong thực tiễn từng địa bàn. Nét mới trong năm 2023 của trung đoàn, sau khi tổ chức thực hành trú quân, trung đoàn đã chỉ đạo cơ quan đơn vị tổ chức xây dựng hệ thống công sự trận địa đúng đủ thành phần theo quy định, tổ chức ngụy trang, bảo đảm được yếu tố bí mật. Đặc biệt là thông qua cái luyện tập thì trình độ nhận thức của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Tại sư đoàn không quân 371, trước khi luyện tập chuyển trạng thái, đơn vị đã xây dựng chương trình ôn luyện và tổ chức thực hành hơn 20 lần theo từng phân đoạn, bảo đảm hợp luyện diễn ra đồng bộ.
Để có sự phát triển, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong xây dựng kịch bản, các đơn vị đặt ra yêu cầu cao hơn cho các thành phần, kịp thời chỉ ra những bất cập để các đơn vị bổ sung hoàn thiện. Từ nội dung về văn kiện cho đến các nội dung về thực hành, các cái yêu cầu cụ thể cho từng đối tượng và tất cả các đối tượng đều được huấn luyện tỉ mỉ. Qua mỗi lần luyện tập, chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm, giảng bình và tiếp tục tổ chức luyện tập, và cùng với sự chỉ đạo cũng như là kiểm tra giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, cơ quan quân chủng, chúng tôi ngày càng là hoàn thiện các cái nội dung luyện tập cho đơn vị. Với các đơn vị biên phòng, nội dung thực hành chuyển trạng thái được yêu cầu thật sát với đặc thù nhiệm vụ, đặc biệt đề cao vai trò phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Ngoài chỉ đạo của trên tổ chức thực hiện các bước, thì bên cạnh đó phải nói là bộ đội biên phòng là một thành phần trong khu phòng thủ. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động cái nguồn lực, đặc biệt là với công an quân sự, làm sao đó đảm bảo cái sự phối hợp chặt chẽ khi có tình huống tác chiến xảy ra. Từng cấp độ thì vẫn là chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Kết quả luyện tập là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu bổ sung hệ thống kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế. Từ đây đúc rút kinh nghiệm để đáp ứng những yêu cầu thử thách ngày càng cao hơn, phức tạp hơn từ thực tiễn.